giảng sanh. Hỏi a di đà Phật Minh Châu gửi lời dấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được giảng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc trăm ngày. Rồi sau đó, mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không vì người được giảng sanh đã theo từ phụ a di đà rồi xin cư sĩ giải thích cho minh châu được hiểu thêm cảm ơn cư sĩ nhiều triệu kim ngọc pháp danh minh châu trả lời chúng ta người phật tử thường tới chùa dân hương hoa quả cúng phật phật đâu dùng những thứ đó vậy mà mình vẫn cúng mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Phật đâu cần những chuyện này. Nhưng ta vẫn làm. Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành, hồi hướng cho người ra đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống. Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã ra đi. Thể hiện tâm thương kính trước sau như một con cháu có nghĩa có hiếu thì nên thành tâm làm nếu quên tình quên nghĩa thì có luật lệ nào phạt tội mình tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không nếu người thân bị chết nghĩa là không được giảng sinh cực lạc chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi tệ hơn nữa hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc con cháu hãy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hãy chí thành, chí kính mà làm. Đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không, có thiên không, có ích gì không. Dù kết quả có được viên mãn hay không, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua. Vì đây là tâm hiếu kính. Nếu người thân được giảng sanh, thì ta cũng vì tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu. Đừng nên ngại ngùng tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, các việc thiện, phóng sanh, chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với lòng chí thành, chí kính để hồi hướng công đức cho họ. Sau đó, những ngày vỗ kỵ, ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đã giảng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi. Tại sao vậy? một là vì lòng kính thương hiếu nghĩa hiếu dưỡng phù mẫu là điều đầu tiên phật dạy hiếu thuộc về xuất thế gian dưỡng thuộc về thế gian pháp phải chu tất khi người còn sống cũng như lúc khuất bóng hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn ba là hồi hướng cho một vị ở cõi cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng nhờ công đức này mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta. Bốn, là nói giảng sanh là xét về sự tướng mà nói, cho chính chúng ta chưa chứng đắc, chưa có đủ đạo nhãn, thì làm sao dám bảo đảm một trăm phần trăm. Vì thì, phần làm con cháu phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng, hành theo đúng lễ mới an tâm, mới tránh được những sơ xuất khỏi bị ân hận về sau thực tế những việc làm này cho người quá cố thì ít mà cho chính ta thì nhiều chính ta đều hưởng hầu hết công đức còn người đã ra đi chỉ hưởng một phần thôi nếu tâm có thành cho mấy đi nữa dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được một phần bảy là cùng còn tất cả chính ta hưởng hết nếu người được giảng sinh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hại chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ, muốn được vậy, thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh, lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trị của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trị không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường, tức là cảm, công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phạm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình, chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lợi. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong Kinh Phật nói, Thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật, phá tan tám mươi ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội chúng ta quỳ trước bàn thờ phật thành tâm cúng dường lên các ngài một câu phật hiệu thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nạn đến tám mươi ức kiếp nghiệp tội sâu nặng tội giảm thì phước tăng nhờ phước này chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh tây phương chứ tự hỏi thử thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn cúng dường một vị a la hán bích chi phật phước báo sẽ lớn hơn hưởng cả trăm kiếp không hết cúng dường một vị bồ tát công đức sẽ vô lượng cúng dường một vị phật thì công đức này trở thành vô lượng vô biên bất khả thuyết bất khả tư nghị. Nói như vậy, không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không thì chúng ta cũng nên nhân ngày vũ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng, nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhưng ngày Vũ Kỵ tụng kinh niệm Phật hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật. Ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được vật lực gia trì, liệu thoát sanh tử thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam độ vừa giải được oán thù từ quán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A Di Đà Phật. Diệu âm. Ngày 19 tháng 6 năm 2009. Chánh hạnh, trợ hạnh, phân minh. Hỏi: Thành kính tri ân sư huynh đã thảo cho quy tắc tu học của niệm Phật đường em vừa gửi cho tình hạnh để có thể sớm áp dụng. Em cũng sẽ chuyển tiếp cho niệm Phật đường, tình liên, lý làm quy tắc cho việc tu học. Có vài điều chưa thông suốt, xin Sư Huynh chỉ dạy. Một, người Phật tử nếu bị bệnh nhiễm trùng bắt buộc phải dùng kháng sinh mới có thể khỏi bệnh. Nếu không có thể bị tử vong. Nếu uống kháng sinh, tức là đồng ý sát hại vô số di trùng trái với tâm từ. Có gì cho như vậy? Không uống có thể uổng mạng. Một khi diệt giảng sanh chưa nắm chắc. Vấn đề này nên làm sao đúng pháp? Trả lời, bệnh phải uống thuốc. Không uống thuốc, mình chết mất làm sao? Chết rồi thì tâm bồ đề của mình, ai hoàn thành đây? Không lo cho chính mình, bệnh mà không điều trị. Chẳng lẽ muốn tự tử à? Tự tử, Phật không cho phép giới có khai giá trì phạm khai là uyển chuyển cho hợp với đời với đạo với hoàn cảnh phải dung thông không được bế tắc trì giới mà không hiểu đạo lý này thì càng trì giới bao nhiêu càng lộn xộn bấy nhiêu ngài tùy trung nói trì giới kim nhẫn nhục chiêu tội bất chiêu phước nghĩa là trì giới và nhẫn nhục thì làm nên tội chứ không có phước. Chính là ngài muốn nói đến người trì giới và nhẫn dục một cách mù quáng cố chấp, không biết uyển chuyển nên gây ra tội. chứ ngài không phải bảo ta bỏ giáo giới, bỏ đức những dục đâu. Có nhiều trường hợp người cố chấp vào giới mà gây nên tội, đây là sự thật. như vậy có nhiều trường hợp chúng ta cần phải cân nhắc lợi hại để quyết định một quyết định có lợi cho chúng sanh nhiều hơn hại thì nên làm đó là khai giới ví dụ một con cọp thoát khỏi sợ thú đang dồ chết nhiều người quyết định dứt khoát mình phải cứu người nhiều khi đành phải giết con cọp vì cứu người mà đành giết cọp chứ không phải có tâm giết con cọp đây là khai giới chứ không phải phạm sát giới dung lãi trong bụng đang làm hại đứa con vì cứu đứa con mình đành phải dùng thuốc trị lãi đó là khai giới bệnh cúm heo giết người truyền nhiễm từ người này qua người khác gặp người bị bệnh cúm heo mà không cho uống thuốc tamiflu không lo chữa trị kịp thời thì hại chết người đó và còn hại thêm biết bao nhiêu người khác người vô lương tâm như vậy làm sao là người tu hành được hiểu giới sai lầm thì làm bác sĩ. Bác sĩ bị mất bằng là bệnh viện thì bệnh viện phải đóng cửa. Là người tu hành thì người tu hành bị bệnh tâm thần. Là người thế gian thì người thế gian này sẽ bị chết la liệt. Người chết queo hết thì đạo Phật cũng không còn chủ đứng để khai đạo, cứu nhân độ thế nữa đâu. Vì thì, đối với những trường hợp này, cách làm đúng Pháp là trước khi uống thuốc nên niệm phật hồi hướng công đức cho chúng sanh thành tâm làm điều này cho con lãi con di trùng cầu cho chúng sanh thoát thân súc vật để thành người lo tu hành để giải thoát hay hơn nữa cầu cho tất cả chúng sanh nương theo công đức này mà siêu sanh thành phật trước hồi hướng xong rồi uống thuốc vậy giải thích thêm giá là ngăn ngừa tránh các duyên dẫn tới phạm giới. Trì là cố gắng gìn giữ, gặp một điều phân dân không biết chọn cách nào, thì dựa vào giới ra mà chọn. Phạm là cố tình phạm giới, chứ không phải khai giới. Hỏi hai Hòa Thượng Tịnh Không trong Tam Thời Hệ Niệm hay nhắc lại lời dạy của Tổ Ấn Quang về quy tắc tu học cho đạo tràng trong thời mạt Pháp. Hai mươi người, quanh năm chỉ niệm Phật, không làm Pháp sự. Nhưng khi có tai nạn, Ngài lại dạy đọc tụng tam thời hệ niệm hoặc làm Pháp hội. Vậy chúng ta nên hiểu và làm như thế nào cho đúng lời dạy của Ngài? Trả lời, niệm Phật là chính mình phải chuyên trì để chắc chắn được giảng sanh. Trong hướng này, kiểu đạo tràng nhỏ và thanh tịnh của Ấn Quang Đại Sư là tốt nhất để người niệm Phật được thành tựu trong thời mạt Pháp này. Còn tụng tam thời hệ niệm để cứu dông nhân thoát nạn, cầu siêu cho chúng đẳng dông linh, cầu tiêu tai giải nạn cho thế giới. Vì thế giới hiện giờ tai nạn xảy ra nhiều quá, hãy cố gắng cứu tai nạn của chúng sanh. Việc đầu là tự mình giải thoát, việc thứ hai là cứu chúng sanh. Vì thấy nhiều người khổ quá, nên lương tâm người tu hành bất nhẫn quá thương hại vì lòng từ bi mà phải làm vậy đem công đức này hỗ trợ cho việc giảng sanh cũng giống như làm thiện làm lành phóng sanh bố thí là trợ hạnh tạo thêm phước hồi hướng tây phương người phàm phu tu hành cầu giảng sanh như chúng ta luôn luôn phải lấy niệm phật làm chánh hạnh người tu hành mà cứ chăm chăm làm việc bố thí giúp người làm phước làm thiện mà không lo việc giảng sanh thoát dòng luân hồi sanh tử thì đường tu bị sai lầm vì dù làm thiện có tốt cho mấy cũng chỉ là phước báo nhân thiên là cùng không thể thoát ly tâm giới ngài tỉnh nam nói rằng thiện nghiệp càng lớn sanh tử càng nặng không thể thoát ly sanh tử luân hồi đây là ý nói đến loại người chuyên tu phước báo không lo chuyện thành đạo còn cứ lo tu hành giải thoát mà gặp lúc chúng sanh bị ách nạn mình làm ngơ không cứu thì tâm từ bi quá yếu giảng sanh thì sau này ra sao chưa tới hiện thời mà vô tình vô lương tâm với chúng sanh thì quá thiếu trách nhiệm của một người tu thiếu tình thương thì thiếu phước đức thiếu phước đức thì rất chướng ngại khi lâm chung nhiều chướng ngại thì cũng khó được an nhiên giảng sanh vậy vậy thì tùy duyên mà bất biến, tùy duyên là nếu mình có khả năng làm thiện thì nên tham gia cứu người, góp chút công đức để cứu tai nạn của chúng sanh. Tùy duyên là tùy sức tham gia, chứ không phải nặng óc tính toán mà làm đến nỗi phải chống mặt, dứt đầu phiền não. Nếu không có phương tiện thì nhất tâm niệm Phật, rồi hồi hướng công đức cũng được. Niệm Phật là điều bất biến không thể thay đổi, không thể vì lý do gì mà bỏ niệm Phật. Điểm chính vẫn là đường giảng sanh của mình phải bảo đảm mới được. Không nên vì lo quá nhiều chuyện mà chính mình mất phần giảng sanh. Như vậy, thà mình giảng sanh trước rồi cứu độ chúng sanh còn hơn. Ví dụ khác, hồ niệm cho người giảng sanh là điểm quan trọng, quá lợi ích, cần phải làm. Không nên bỏ. Nhưng khi hồ niệm cho một người mà họ không được giảng sanh thì vì tâm từ bi thương xót mình nên lập bài vị để tin người đó mà hồi hướng điều này rất tốt nên làm việc làm lớn nhỏ tuy có khác nhưng mục đích thì tương đồng chánh hạnh trợ hạnh cần phải song tu nhưng phân minh vậy a di đà phật diệu âm ngày 22 tháng 6 năm 2009 hào quang của Phật dịu dàng hay chói chang? Hỏi có thầy giảng khi ở thân trung ấm nếu thấy hào quang dịu dàng là của Phật, hào quang chói chang là của ma. Ngược lại có thầy giảng rằng hào quang chói chang là của Phật, còn dịu dàng là của ma. Xin chú giải thích rõ để Phật tử chọn đi đúng đường về với Phật trả lời Câu hỏi này hay lắm, nhưng vấn đề này rộng quá. Thật là khó có thể mổ xẻ đến chỗ tường tận. Ở đây, trong phạm vi một câu trả lời, chúng tôi xin đề cập đến một vài yếu tố về pháp môn tu. Có lẽ vì căn cứ vào các pháp môn tu học khác nhau, nên câu trả lời hình như có sự sai biệt. Phật để lại có tới 84.000 pháp môn tu học để ứng trị giới tập ký phiền não, nghiệp chướng, căn cơ khác nhau của chúng sanh. Nếu đem so sánh, thì tất cả các pháp môn tu hành đều có chỗ đồng, chỗ biệt. Đồng là đi về cùng một mục đích, chính là khai mở chân tâm tự tánh của mình, thành Phật. Biệt là mỗi pháp đều có sự thực hành riêng, cách đối trị riêng. Chúng ta cũng thường nghe đến câu đồng mà biệt, biệt mà đồng, hoặc đồng quy nhi thù đồ nghĩa là cùng đi về một chỗ nhưng đường đi khác nhau mục đích thì chung nhưng cách tu hành phương pháp đối trị với nghiệp chướng thì tùy theo từng căn cơ mà có chỗ khác biệt chính vì vậy cảnh giới ứng hiện ra có chỗ đồng nhất có chỗ sai biệt cũng là chuyện thường để dễ hiểu hơn chúng ta đưa ra một vài ví dụ gần gũi trong thế gian để dẫn chứng trước một người thôn quê sống trong cảnh yên lặng thì lời nói cử chỉ tính tình của họ cũng hiền hòa mộc mạc ngược lại một người ở thành phố phồn hoa thì họ thông minh lanh lợi khôn ngoan tính toán hơn bản năng này do tâm bị tập nhiễm môi trường mà ra chứ không phải chân tâm khác biệt một người thiện thì thấy ai cũng thương hại, tin yêu. Ngược lại, một người đa nghi thì thấy ai cũng nghi ngờ, dò xét, tin yêu hay nghi ngờ đều do tâm tạo nên. Người lớn cứ lấy chuyện ma mà hù dọa trẻ em, thì trẻ em nằm ngủ thường giật mình, la hoảng. Nếu đem chuyện lành mạnh, dạy dỗ, thì các em vui tươi, an lành. Người ác thấy diệt ác, người thiện thấy diệt thiện, Phật thấy chúng sanh đều là Phật, chúng sanh thấy Phật không khác gì chúng sanh. Tốt hay xấu, thiện hay ác, Phật hay chúng sanh, tất cả đều do tâm tạo ra cả. Kinh Phật có nói: nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, dạng pháp đều từ tâm của chính mình hiển hiện ra. Như vậy, một người thấy Phật hay ma lâm chung được an lành hay bị chướng ngại. Thân trung ấm, thấy quang minh của Phật chói chang hay dịu dàng đều có nguyên nhân tương ứng. Xin nêu lên mấy điểm sau đây có liên quan đến vấn đề này. Một, tự lực và dị lực. Tự lực là tự mình tu chứng để giải thoát, không cần nhờ cậy tới ai. Dị lực là vừa tự mình tu hành vừa đương nhờ tự lực của chư phật gia trì hầu hết các pháp môn tu hành đều mang tính chất tự lực riêng pháp môn niệm phật là pháp dị lực luôn luôn cầu phật a di đà gia trì tiếp độ để đới nghiệp giảng sanh cực lạc quốc người tu hành tự lực thì thường phải có nghị lực cao ít tính khiêm nhường họ muốn tự mình chiến thắng nghiệp hoặc tự đối đầu với oan gia trái chủ để tự bảo vệ lấy mình. Chọn cảnh đấu tranh thì khó có thể được thế cảnh thanh bình. Tâm công chấp nhận sự êm dịu thì quang minh của Phật ứng hiện cũng không thể êm dịu được. Với người niệm Phật, thường có tâm khiêm nhường, chư tổ tịnh tông đều khuyên nhắc người niệm Phật phải tự cho mình là hàng hạ căng thấp kém, phải có tâm chí thành chí kính, luôn đương vào Phật lực, cầu Phật gia trì để được đới nghiệp giảng sanh. Vì tâm trí thành trí kính, nên tương ứng với đại thể của Đức Phật A-di-đà, được Phật Bồ-Tát gia trì, chư Long Thiên hộ Pháp bảo vệ, nên họ được an ổn. Từ đó, tâm của người niệm Phật hiện ra cảnh giới hòa bình, an lạc, thanh tịnh. Quang minh của Phật cũng ứng theo tâm thành của người cầu, nên dịu dàng, nhu nhuyễn, đây là phật tùy tâm tha thiết của chúng sanh mà ứng hiện ra hay gọi là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng vậy trong các pháp tự lực của thiền định họ chủ trương phùng phật sát phật phùng ma sát ma nghĩa là gặp phật giết phật gặp ma giết ma nghĩa là gặp phật cũng chẳng khác gì ma đã làm ma thì phải phá trừ hết tất cả phải tự lập lấy tự chứng đắc để nhập Niết Bàn. Gặp Phật mà họ còn không chấp nhận, huống chi gặp ánh sáng của Phật, tâm không chấp nhận tha lực, thì Phật lực cũng không cảm ứng được. Còn người tu tịnh độ thì đương nhờ Phật lực tiếp dẫn. Khi xả bỏ báo thân, họ nguyện theo a di đà Phật về Tây Phương, thành bậc bất thối chuyển. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Đây là do tâm thành mà được linh ứng. Tâm ta có cảm Phật tất có ứng, gọi là cảm ứng đạo giao. Người tu thiền định chủ trương, đa nghi, đa ngộ, nghĩa là nghi nhiều thì ngộ nhiều. Đối với tất cả mọi cảnh giới, cần phải tự nghi vấn phải tự thân, thấu hiểu, rốt ráo, phải tự mình đạt lấy, chứ không dựa vào bất cứ một tha lực nào cả. Thành ra, bất cứ cảnh giới nào hiện ra, cũng bị họ nghi ngờ gạn lọc muốn gạn lọc thì Phật cũng đành thử thách để chúng sanh mặc sức mà gạn lọc. Còn người tu tịnh độ thì dùng tính tâm mà về giới Phật, phải đoạn nghi sanh tính. Trong kinh, Phật dạy người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì lúc xả bỏ báo thân, A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt, tiếp dẫn về Tây Phương. Người niệm Phật phải vững vàng tin vào lời Phật dạy này để được giảng sanh tính nguyện hạnh là tông chỉ trong đó lòng tin là đầu mối để thành đạo đây là tính tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng vậy pháp môn tự lực vì vậy chỉ dành cho hàng căn cơ thượng thừa hay nói rõ hơn là hàng đại bồ tát thực hành còn pháp dị lực tịnh độ thì tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu phổ dụng khắp các căn cơ thượng trung hạ đều được thành tựu. Cho nên, người tu hành cần phải xét rõ căn cơ của chính mình để chọn lựa pháp môn thích hợp mới mong ngày thành tựu, cho nên khinh xuất. 2. Tịnh Tông và Mật Tông Trong Mật Tông, có nhiều cảnh giới rất lạ thường đối với người phàm phu kém trí huệ như chúng ta. Nếu không được hướng dẫn kỹ một người bình thường tự thực hành theo pháp mật tông có thể bị lạc vào những cảnh giới huyễn hoặc rất khó phân định cách hành trì của mật tông là lăn vào cảnh động chế ngự cảnh động để tìm ra cảnh tịnh đây không phải là cách tu hành của hạng người bình thường còn cách hành trì của tịnh tông là cố gắng xa lìa cảnh động để bảo vệ cảnh tịnh cách tu này an toàn dễ dàng hơn thích hợp với hàng sơ cơ hạng căng cũng như cách tu tự lực thiền tông người tu mật tông cũng cần đến trí huệ sắc bén ý chí vững mạnh mới vượt thắng những thử thách của nhiều cảnh giới khá huyền bí nên gọi là mật để tìm ra đường sáng giác ngộ một khi chọn môi trường thử thách thì phải chịu khá nhiều thử thách ánh sáng chói chang hiện ra chính là để đáp ứng với cái tâm muốn thử thách vậy người tu tịnh độ thì ngày ngày niệm Phật, cầu Phật tiếp độ về Tây Phương, họ nhìn Đức Phật A-di-đà giống như người cha hiền hòa. Chính tâm hồn hiền hòa này đã cảm ứng đến quang minh của Phật cũng hiền hòa, im dịu. Trong Mật Tông thì mỗi người phải là một chiến sĩ kiêu hùng, phải tự trang bị cho mình cả thể chất lẫn tinh thần để sẵn sàng lăn xả vào trận mạc mà chiến đấu với ác nghiệp, hàng phục, ma chướng. Đây là môi trường đấu tranh vô cùng quyết liệt giữa sống và chết, giữa thiện và ác, giữa giải thoát và địa ngục. Ở đó thiện ác phân minh, ác phải diệt, thiện phải dương. Trong cảnh giới này có tìm ra sự an nghỉ. Do đó, đối với họ sự im liềm, dịu mát quả là điều không thật. Người tu tịnh độ thì ngược lại, cần nhất là buông xả dạng duyên. Ác thì phải buông đã đành, nhân thiện cũng phải buông mới là tịnh nghiệp. Nói rõ hơn, việc ác không được làm, việc thiện phải làm, nhưng tâm phải biết buông, không được chấp vào đó, mới có thể hoàn thành tịnh nghiệp. Như vậy, đối với người niệm Phật, tất cả các việc thiện là trợ hạnh, còn chánh hạnh vẫn là nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật, cầu giảng sanh về nước cực lạc người giảng sanh về nước cực lạc sẽ hội tụ với chư bồ tát ở ao liên trì ta cùng chư thượng thiện nhân câu hội một chỗ trong kinh phật nói cõi cực lạc dẫu cho tiếng ác cũng không có thì làm gì có hình tướng xấu ác ảnh tượng hung tận. vì thì làm gì hào quang của phật lại chói chang khó chịu sự hành trì giữa mật tông và tịnh độ có khác nhau thành ra các biểu tượng thờ phụng và nghi thức hành đạo cũng chỗ khác nhau. Ví dụ, như trong Kim Cang Mật Thừa của Mật Tông, người muốn thọ trì theo giáo pháp này phải tu luyện cả tâm lẫn thân, tâm hồn phải vững mạnh, chí khí phải kiên cường, thân thể phải tráng kiện mới tu hành được. Người tu phải luyện tập võ nghệ, phải có khả năng tự vệ hữu hiệu, phải được truyền chỉ những mật chú để tự bảo vệ lấy mình trước những thử thách của cảnh giới rất huyền ảo, khá phức tạp. Chỗ nương dựa của họ vẫn là chính họ. Chính vì vậy, tâm hồn của họ khó có thể đơn giản, nhẹ nhàng được. Ngược lại, những điểm đòi hỏi trong mật tông hoàn toàn không đề cập đến trong tình độ tông. Người tu tịnh độ chủ yếu là giữ tâm hồn, kim hạ, cung kính, thành khẩn. Họ đặt niềm tin vào sự gia trì, che chở của Phật a di đà chư bồ tát thánh chúng chư long thiên hộ pháp giờ vậy tâm hồn người tu tịnh độ đơn giản hiền hòa thanh tịnh và có chỗ đương dựa cách trang trí thờ phụng cũng có chỗ khác nhau khi bước vào một tự diện mật tông chúng ta thấy cảnh trí ở đó thật chói chang màu sắc rất tương phản những hình tượng của phật và bồ tát đều lộ vẻ đặc thù sắc bén các vị thần kim gan tác đỏa sức hùng dũng dữ tận. có những mật thất của mật tông chỉ dành riêng cho người đã được trải qua những pháp quán đạnh đặc biệt Có những người khác không được bước vào ở đó thường trưng bày những hình tượng rất đặc biệt diễn tả những cảnh giới mà người bình thường không thể tự ý xem qua ngược lại khi bước vào trong một niệm phật đường của tịnh độ tông ai cũng có cảm giác an lành nhẹ nhàng cái thờ phụng ở nơi này trang nghiêm thanh tịnh hình tượng phật bồ tát đều hiền hòa từ bi mọi người đều hoan nghênh bước vào để lễ bái vào đó mọi người đều tắm mình trong ánh hậu quang của phật bồ tát ai ai cũng cảm thấy an lành như được sự gia trì che chở bảo vệ an toàn trong ánh quang minh của quý ngài tại sao lại có sự khác biệt như vậy thật ra đã là phật bồ tát thì đâu còn hình tướng gì nữa tất cả những ảnh tượng đồ hình chỉ là sự biểu trung cho các phương pháp tu hành cảnh giới thấy được cũng chỉ là ứng hiện theo tâm tưởng của chúng sanh mà thôi như vậy quan minh của phật nếu có khác nhau tất cả chẳng qua đều do chính tâm của con người cảm ứng đến nhất thiết duy tâm tạo ánh sáng của phật a di đà chói chang là vì tâm của con người chói chang ngờ vực ánh sáng của phật dịu dàng vì tâm của con người hiền hòa dịu dàng như vậy chúng sanh muốn chọn ánh sáng nào trong kinh vô lượng thọ đức thích ca mâu ni nói quang minh của phật a di đà là tối tôn đệ nhất đức bổn sư tôn xưng ánh sáng của a di đà phật là quang trung cực tôn và phật a di đà còn có nhiều danh hiệu khác. Trong đó có thanh tịnh quan, hoan hỷ quan, giải thoát quan, an ổn quan. Quan minh ấy chiếu khắp mười phương. Tất cả thế giới nếu có chúng sanh nào chạm xúc quan minh này thì cấu diệt thiện sanh, thân ý nhu nhuyễn. Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm Thứ 12 Thực thể, quang minh của Phật là thanh tịnh, hoan hỷ, giải thoát, an ổn, thì làm sao lại chói chang, nhức mắt được? Nếu chói chang, nhức mắt, thì làm sao chúng sanh chiếu xúc đến lại được thân ý, du nhuyễn? Tất cả đều do chính tâm của chúng sanh cảm ứng ra. Chính vì vậy, giảng giải kinh điển cần hết sức cẩn thận và xét rõ Phật đang giảng trong cảnh giới nào, cho thành phần nào, đối trị bệnh chướng nào những điều này cần phải xác định rõ ràng hầu tránh cho đại chúng sự mập mờ lầm lạc trong việc tu trì tu học pháp môn cũng vậy cần phải lựa chọn thích ứng với căn cơ của mình mới mong có ngày thành tựu thiền định và mật tông đòi hỏi căn cơ cao mới thực hành nổi người thượng căn thượng trí có thể tự tu tự chứng không cần nương nhờ vào ai tự họ có thể phá ma chướng, diệt nghiệp hoặc để thành đạo, chứng đại bồ đề. Các pháp môn này, Đại Bồ Tát thực hành thì chính xác, còn kẻ phạm phu mà tham chấp vào đó thì coi chừng càng tu càng sai. Còn chúng sanh trong thời mạt Pháp, Phật đói, hầu hết căn đánh đều hạ liệt, thì pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ là thích hợp nhất, dễ thành tựu nhất người tu niệm Phật, với tính, nguyện, hạnh đầy đủ, ứng hợp với đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. Trong Kinh nói, khi người đó xả buông bỏ báo thân, Ngài cùng chư Đại Thánh chúng phóng quan đến tiếp dẫn về Tây Phương. Pháp này dễ, nhưng nhiếp thọ thì rộng vô bờ mé, gọi là tam căn phổ bị phạm thánh tề thâu bậc thượng trung hạ đều có thể tu hành thành tựu còn ánh sáng chỉ là phương tiện biến hóa của đức phật a di đà để tiếp độ chúng sanh trên cõi cực lạc chính mỗi cánh hoa sen cũng đều có thể phát ra muôn dạng đạo hào quang tốt đẹp thì a di đà phật chẳng lẽ không có khả năng biến hóa được một thứ ánh sáng trong lành tốt đẹp để cho chúng sanh được an lành tiếp dẫn về cực lạc sao thế mà có nơi đã mô tả hình tướng của Phật, Bồ Tát rất bất thường, dễ sợ, đầy uy hiếp. Nhiều người thấy vậy, vội giả chấp vào đó mà hồ nghi rằng, tại sao thân tướng của Phật Bồ Tát lại giữ tợn như vậy? Thưa, không phải vậy đâu. Đó chỉ vì tâm chúng sanh muốn vậy nên Phật Bồ Tát cũng đành ứng hiện như vậy để độ mà thôi. Tướng tùy tâm sanh, tướng tùy tâm diệt tâm Phật, Bồ Tát là Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xã, thì hình tướng của các ngài đâu có thể nào hung dữ được. Đức Quán Thế Âm ứng hiện trên cõi trần này thành một bạch y đại sĩ trong sức từ bi, hiền hòa như một người mẹ hiền. Đây là vì chúng sanh thành tâm quy mạng ngài, cầu ngài cứu khổ, cứu nạn. Trong khi đó, chúng sanh mấy ai biết được rằng ở dưới địa ngục ngài hiện thành quỷ tiêu diện một đại quỷ dương thân tướng trông rất bạo tận hung dữ ai nhìn thấy cũng phải khiếp đảm bồ tát quán thế âm đại từ đại bi làm sao mà có tướng hung dữ được chỉ vì tâm chúng sanh ở đó quá ngu muội quá cay nghiệt quá ác hiểm nên ngài phải hiện như vậy mới có thể độ họ mà thôi hiểu được điều này rồi xin hỏi rằng quý đạo hữu muốn các ngài sẽ cứu độ mình bằng hình tướng nào đây khi hộ niệm cho người lâm chung sự ứng hợp căng tánh lại còn đặc biệt quan trọng hơn nữa nếu hộ niệm mà ứng dụng các pháp không hợp căng cơ thì không thể cứu người giảng sanh được mỗi pháp môn tu tập đều có mỗi cách hộ niệm riêng người hộ niệm cần phải hiểu rõ điều này mà làm như lý như pháp chứ không thể sơ xuất áp dụng bừa bãi được Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng ánh sáng của Phật thì êm dịu, làm cho thân tâm thanh tịnh không chói mắt. Ngược lại, ánh sáng của ma thì chói chang giống như có gai khi chiếu xúc đến làm tâm ta bất an, lo sợ. Dễ nhận nhất là bị chói mắt. Ngài nói, cách tốt nhất là khỏi sợ bị lầm lẫn là khi hộ niệm cần có một hình tượng Phật A-di-đà cho người bệnh nhìn để nhiếp tâm vào đó mà niệm Phật. Khi người bệnh ra đi, Đức A-di-đà sẽ hóa hiện giống hệt như hình tượng trước mặt để tiếp dẫn họ. Dẫn dò người bệnh tuyệt đối không nên đi theo một vị nào khác, không được tham chấp vào bất cứ cảnh giới nào. Có vậy mới tránh bị lạc đường. Đây là ngày lấy tôn chỉ và cách thù niệm của tịnh độ tông ra khai thị cho chúng ta đó. Đúng lý, đúng pháp, hợp căn hợp thời trong quy tắc trợ niệm của tịnh Độ Tông, chư Tổ cũng nói tương tự. Nhiều ban hộ niệm ứng dụng đã và đang cứu độ vô số người giảng sanh tịnh Độ. Lúc xả bỏ báo thân, họ giảng sanh nước cực lạc, hiển hiện ra những thoại tướng tốt đẹp, bất khả tư nghị. Chúng ta phải y giáo phụng hành vậy. A Di Đà Phật, Diệu Âm, ngày 8 tháng 7 năm 2009 niệm phật thành phiến hỏi trong thư nhắc người niệm phật của ngài hà liên cư là chưa được nhất tâm phải cần chuyên niệm muốn không loạn phải niệm thành phiến thưa Chúa, niệm thành phiến là phải làm sao xin chú chỉ dạy chúng con chân thành cảm ơn trả lời chữ nhất tâm ở đây có nghĩa là nhất tâm bất loạn đây là một cảnh giới chứng đắc rất cao sự nhất tâm bất loạn dù chưa diệt hết được kiến tư hoặc nhưng đã có khả năng phủ phục được rồi lý nhất tâm bất loạn thì đã diệt được nghiệp hoặc tương đương với cảnh giới minh tâm kiến tánh của tông môn hoặc đại khai diên giải của giáo hạ cảnh giới này thật sự không phải đơn giản nhưng xin hỏi Đến nay có ai đã niệm Phật được nhất tâm bất loạn chưa? Thời mặt Pháp này, càng tánh chúng sanh hạ liệt, dễ gì chứng đắc cảnh giới này. Đôi lúc chúng ta cũng nghe đến có người tự xưng là nhất tâm bất loạn. Nhưng xin thưa thật, bộ khi đã khoe ra thì còn gì là nhất tâm, còn đâu là bất loạn nữa. Niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn thì sự giảng sanh chưa được bảo đảm nhưng nhất tâm bất loạn lại quá khó không thể đạt được. Vậy, người niệm Phật vẫn còn khó khăn để được giảng sanh. Tuy nhiên, sự khó khăn này là nói theo nghĩa tự tu chứng đắc, chứ chưa nói đến lực gia trị của Đức A-di-đà Phật. Đại thể của Đức A-di-đà Phật là để cứu độ tất cả chúng sanh, chứ không phải chỉ cứu độ người chứng đến cảnh giới nhất tâm bất loạn ngài cư sĩ hà liên cư nói chưa được nhất tâm phải cần chuyên niệm muốn không loạn phải niệm thành phiến là để nhắc nhở chúng ta phải cố gắng niệm phật tinh tấn hơn nữa để đường giảng sanh càng được vững vàng hơn chắc chắn hơn giảm thiểu nhiều chướng ngại khi xả bỏ báo thân ấy thế nhiều người niệm phật chưa nhất tâm bất loạn thành phiến cũng chưa đạt được vậy mà đã sơ ý vội tự cho là đủ tâm đã có phần tự mãn rồi đây thật là điều đáng tiếc ví dụ nhiều người khi gặp được pháp môn niệm phật do nhờ thiện căn phước đức nhiều đời kết tập lại họ phát lòng tin tưởng và thành tâm niệm phật vì sự phát tâm lúc đầu quá mạnh tâm quá chí thành nên đã được những điều cảm ứng bất khả tư nghị như bệnh nặng tự nhiên giảm nhiều người mắc bệnh ung thư sắp chết và niệm phật một thời gian tự nhiên hết bệnh những hiện tượng này là do lòng thành mà cảm được sự gia trì của phật nếu người bệnh tiếp tục khẩn thiết tu hành tính nguyện hạnh đầy đủ thì chắc chắn họ sẽ tiếp tục được sự gia trì từ đại nguyện của a di đà phật và chư bồ tát sau cùng họ sẽ hưởng được phước phần an nhiên giảng sanh về nước cực lạc khi báo thân mãn nhưng cũng có một vài trường hợp khá đáng tiếc là khi người niệm phật đã hưởng được sự gia trì nhưng sau cùng vẫn có thể bị chướng ngại và đôi khi có thể mất giảng sanh những trường hợp này tổng quát có thể quy tụ vào những nguyên nhân sau đây một người niệm phật thối tâm thối tâm vì tưởng mình đã chứng đắc vì tưởng niệm phật như vậy là đủ vì vừa được cảm ứng thì khởi niệm cao ngạo vì khoe khoang ra ngoài chỉ được nhiều người khen tặng mà tỏ ra tự mãn cao ngạo những trường hợp này chính là tự mình thối tâm một khi tâm bị thối chuyển nếu không kịp thời lấy lại tâm kiên cố bất thối thì thật là một điều đáng buồn đáng tiếc cho chính người đó vậy hai bị nghiệp khổ khảo oán thân trái chủ thử thách tâm chưa được vững nên thối chuyển mất niềm tin vào pháp niệm phật ba không gặp bạn lành khuyến tấn lại bị bạn ác công kích dụ hoặc bị nghịch duyên làm cho niềm tin bị chao đảo một khi tâm bị thối chuyển thì kéo theo sự phát nguyện giảng sanh không còn tha thiết công phu niệm phật hời hợt tính nguyện hạnh không còn đầy đủ nữa chính vì thế có thể đưa đến hậu quả mất phần giảng sanh. Thật là đáng tiếc lắm vậy. Vì thì, Ngài Hạ Liên Cư khuyên người niệm Phật, nếu chưa được nhất tâm, thì phải cố gắng niệm Phật thành phiến. Quả thật là chí lý. Niệm Phật mà thuận duyên thì đỡ phần trở ngại. Còn khi người niệm Phật, ở bên cạnh rất nhiều người không niệm Phật, vợ chồng, con cháu, anh em, bạn bè không niệm Phật, họ thường bài bác ngăn cản ghi nhiều chướng ngại cho mình nhất là trong lúc lâm chung thì làm sao có thể an toàn giảng sanh để trả lời ngài hà liên cư nói nếu chưa được nhất tâm thì phải cố gắng niệm phật thành phiến diệu âm xin bổ túc thêm qua việc niệm phật thành phiến hãy cố gắng kết hợp thành một nhóm nhỏ chuyên lòng niệm phật với nhau nghiên cứu kỹ về hộ niệm để hộ niệm cho nhau. Khi có người lâm chung thì đường giảng sanh Tây Phương trở thành rất vững vàng, rất chắc chắn. Niệm Phật nhất tâm bất loạn thì giảng sanh thượng phẩm. Nếu không được thượng phẩm thì niệm Phật thành phiến để tranh phần trung phẩm. Có vậy mới an toàn. Đừng nên lơ là, đừng nên giải đãi đừng nên cho rằng công phu đã đủ mà coi chừng bị trở ngại lúc cuối cùng niệm Phật thành phiến, niệm Phật thành mãn, niệm Phật thành khối có ý nghĩa tương tự. Đây là chỉ cho công phu niệm Phật tốt, gần kề với sự nhất tâm bất loạn. Ngài Ấn Quang nói, Từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, luôn luôn niệm Phật. Lúc đi đứng, nằm ngồi, nói, nín, đều giữ trong tâm câu Phật hiệu, A-di-đà-phật. Đây là dạng niệm Phật thành phiến. Ngài tịnh không nói, lão thật niệm Phật cũng có ý nghĩa tương tự. Lão thật niệm Phật là thật thà, hiền lành, không cầu, không chấp, không cần hiểu lý lẽ gì cả, cứ niệm mãi câu Phật hiệu trong tâm. Người quyết lòng giảng sanh về Tây Phương cực lạc thì chỉ cần một câu Phật hiệu niệm tới cùng, tha thiết cầu giảng sanh, không cần gì khác, sẽ nắm vững phần giảng sanh. Ai hỏi về lý, không biết. Ai hỏi về sự? Không biết. Ai hỏi về đạo? Không biết. Ai hỏi về đời? Không biết. Dân dân. Nói chung, không cần biết nhiều làm chi. Chỉ cần thành tâm, niệm câu Phật hiệu. Niệm luôn luôn, đừng để gián đoạn. Đây gọi là định. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật gọi là chánh định tụ. Tâm đã an trú vào câu Phật hiệu. Nếu có sơ xuất, lỡ có giây phút nào quên đừng quá lo ngại hãy nhớ đến là lo niệm liều câu a di đà phật nhất định niệm mãi niệm mãi để cầu nguyện được giảng sanh cực lạc được vậy thôi thì dễ dàng được giảng sanh thành tựu đạo nghiệp một câu a di đà phật sẽ giải quyết tất cả mọi vấn nạn bồ tát đại thế chí dạy thanh tịnh niệm mãi câu phật hiệu không cần dây mượn phương tiện nào khác tâm tự khai mở. Tâm tự khai mở thì sẽ tự biết tất cả pháp vậy. Xin nhắc lại, nếu chưa được dứt tâm bất loạn, thì cố gắng lão thật niệm Phật. Dù có lão thật niệm Phật rồi, cũng chưa đủ đâu. Đừng quên chuẩn bị hộ niệm như lý, như pháp cho nhau, thì nhất định, chắc chắn, ai cũng đều được giảng sanh. Giảng sanh về Tây Phương, gặp Phật A-di-đà, thì lo gì không khai ngộ. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 16 tháng 8 năm 2009. Hãy rời nghiệp chướng ra. Hỏi: A Di Đà Phật. Kính chào anh Diệu Âm. Tôi thật rất khổ đau vì cái bệnh của tôi. Cứ một ngày được sống trong yên tĩnh và một ngày phải bị nghe tiếng trời đổ mưa thật lớn tôi thật sự quan hoại với bệnh này các bác sĩ vẫn không tìm ra căn nguyên tôi biết căn bệnh do nghiệp mà ra kính xin anh hãy giúp đỡ cho tôi xin chị dẫn làm cách nào để thoát ra cái ách nạn này xin chân thành cảm ơn anh diệu âm rất nhiều a di đà phật diệu hưng diệu hưng bí Thư trước Diệu Hưng có nói đã theo một tập sách niệm Phật mà người viết tự xưng là chứng đắc đã đạt đến niệm Phật tam mùi gì đó tu tập phải không? Cố gắng giữ tâm hồn thanh tịnh, kim hạ cho nên hiếu kỳ thì đừng tu hành thì mới tránh khỏi ách nạn của thời mạt Pháp nhé. Thôi bây giờ, có bệnh thì lo chữa bệnh trước đã. Thật ra cái bệnh của Diệu Hưng không có gì là quái quăm lắm đâu. Rất nhiều người bị bệnh này Chứ không phải chỉ riêng dịu hưng Vậy thì trước tiên Hãy cho nó là bệnh bình thường Rất thông thường Chứ không có gì là đặc biệt Khi tuổi cỡ 40-50 trở lên Thường hay mắc phải Có người từ đó sinh ra Nhức đầu, chóng mặt, ù tai, khó chịu Có người nhẹ hơn Chỉ nghe tiếng o-o Làm mất thoải mái một chút Thế thôi Theo dịu âm nghĩ Không phải là bác sĩ Nên chỉ nghĩ mà thôi bệnh này liên quan nhiều đến những sợi thần kinh trong lỗ tai bị kẹt ở chỗ nào đó thành ra nó phát ra tiếng o o trong tai tiếng o o đôi lúc giống như tiếng ếch nhái kêu tiếng mưa rơi tiếng gió thổi bệnh này không giống như cái bệnh mà lại giống như một cái tật nó không phải là bệnh thành ra bác sĩ chữa không được thôi thì bác sĩ chữa không được thì mình khỏi tốn công đi bác sĩ khỏi tốn tiền chạy chữa khỏe ru. Đề nghị với Diệu Hưng hãy chữa theo người không bác sĩ này thử coi. Một là tự chữa. Diệu Hưng hãy làm các động tác thể dục này. Trước tiên, hãy tập vận động các cơ bắp ở cổ bằng cách giữ thân đứng im rồi lắc cái đầu sang trái rồi phải 20 lần. Cố gắng đưa càng sát xuống dai để kéo giãn các cơ ở hai bên. Lắc theo hướng trước, sau, nghĩa là cúi xuống trước, ngước phía sau 20 lần, cố gắng đưa cho sâu để các cơ được hoạt động tốt. Xoay đầu qua phải, rồi trái 20 lần. Xoay đầu theo vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, rồi ngược lại mỗi chiều 20 lần. Dùng hai ức bàn tay xoa dùng lỗ tai, ép kín lỗ tai, rồi nhấn vào 20 lần để kích thích mạng nhĩ. Dùng ngón tay chà lên xuống 20 lần, dùng trước và sau tay để kích thích dùng thần kinh chung quanh tay. Dùng 10 đầu ngón tay gãi đầu theo chiều từ trước trán ra phía sau, sâu tận sau óc. Không nên làm ngược lại, từ 20 lần hoặc nhiều hơn càng tốt. Dùng đầu ngón tay út, chấm dầu cù là xoa sâu vào lỗ tai có thể dùng cù là xoa vào lỗ tai cho nóng. Nhớ là trong lỗ tai, chứ không phải vành tai. Rất tốt. Cố gắng thực hiện phương pháp này mỗi sáng và chiều một thời gian thì có thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn và bớt đi nhiều đó. Hy vọng có thể bớt bệnh luôn. Hay là nói về bệnh khổ. Khổ vì bệnh không tốt bằng sướng vì bệnh. Vấn đề tâm lý. Khổ hay sướng đều do tâm tạo. Mau mau hãy lấy tâm mà chuyển cảnh giới đi. Bệnh đã làm mình khổ rồi, mà mình còn lo lắng, còn khổ sở vì bệnh nữa. Thành ra, mình chịu tới hai lần khổ. Hai lần khổ chồng nhau, tức là khổ khổ không tốt lắm. Bây giờ, bệnh làm mình khổ, nhưng mình không thèm khổ, thì cái khổ đó đã được trung hòa. Vậy thì đâu còn khổ nữa, phải không? trước đây Diệu âm có đọc một quyển sách tựa đề là Quảng cánh lo đi và vui sống có một vị bác sĩ đã nói như vậy người chết vì sợ bệnh nhiều hơn chết vì bệnh vị đó nói trong 10 người chết thì người chết vì sợ bệnh chiếm đến chín phần còn thật sự người chết vì bệnh chỉ có một phần vị đó khuyên rằng hãy vui vẻ mà sống đừng quá lo sợ về bệnh Đi thực là một lời khai thị tuyệt vời. Phật dạy, dạng pháp duy tâm sở hiện, dạng sự đều do tâm tưởng mà hiện ra, thì khổ đau hay sung sướng đều do tâm mình tạo ra. Cụ thể, mỗi lần nghe tiếng mưa lớn làm mình khổ đau, nay nghe tiếng mưa rơi thì hãy vui đi. Nếu không thấy vui thì có như bình thường, đừng lo ngại gì nữa cả. Thật ra, tiếng mưa rơi có gì đâu mà phải khổ, nó có đánh đập mình đâu mà đau cảm thấy khổ đau là tại mình ghét nó ái ngại nó đố kỵ với nó mới bị vậy thôi nếu diệu hưng là người biết niệm phật thì giải quyết càng dễ dàng hơn nữa hãy lấy tiếng mưa rơi làm tiếng niệm phật mỗi lần nghe tiếng mưa rơi thì niệm phật lấy âm thanh này như lời nhắc mình niệm phật nếu có thể hãy niệm ra tiếng càng tốt tiếng niệm phật phủ lấp mất tiếng mưa rơi hãy lắng nghe tiếng niệm phật của mình hãy chú tâm vào lời niệm phật của mình hãy lấy tiếng ồn làm cơ hội để niệm phật như vậy mỗi lần nghe tiếng mưa rơi là thời gian mình công phu không nghĩ tới mưa rơi cứ chăm chú tới câu phật hiệu như vậy vui sướng biết bao hãy quyết lòng tự chuyển đổi hoàn cảnh chuyện bất thuận thành thuận lợi chuyện khó chịu thành dễ chịu chuyện khổ đau thành hạnh phúc phật dạy phiền não là bồ đề chính là đây thì gian pháp và phật pháp đâu có khác nhau ba là về nghiệp chướng nếu diệu hưng cho rằng đó là bệnh nghiệp thì nên càng yên tâm hơn nữa vì đã là nghiệp của mình thì nó sẽ theo sát mình không trước thì sau mình cũng phải chịu chịu bây giờ thì tương lai khỏi chịu nữa. Như vậy, bây giờ nó trổ ra, tức là mình đang tiêu nghiệp. Nghiệp tiêu thì phước tăng. Phước tăng thì khi lâm chung, mình niệm Phật dễ dàng và sẽ được an nhiên giảng sanh tịnh độ. Vậy thì vui, chứ sao lại buồn. Bệnh nghiệp đó đã trổ ra, mình sợ hay không thì nó vẫn hiện hành. Bệnh khổ hiện hành thì chắc chắn không thể thoải mái. Nhưng mình trốn nó nó dẫn theo mình, vì nghiệp theo mình như bóng theo hình. Mình càng sợ nó, thì nó càng làm dữ. Dạng pháp duy tâm sở hiện ma. nên nhớ nghiệp đã hiện hành là nghiệp báo hiện tiền. Nghiệp báo hiện tiền là hiện báo. Hiện báo thì tương lai bớt nghiệp báo. Hiểu được đạo lý này thì phải chăng? Đi là một sự may mắn. Hãy an tâm cho nghiệp nó tiêu đi. Đừng than giảng, đừng lo lắng, đừng than trời trách đất mà tâm mình lại duyên với nghiệp khiến cho nghiệp muốn trời đi mà không nở ra đi nghĩa là mình bám lấy nó thì nó sẽ ở lại với mình để tương lai tái diễn cái trò báo hại khác không tốt vậy thì tại sao không hoan hỉ với chứng bệnh này để nó đi luôn đi cho rồi nếu kéo nó lại làm chi ngài liên trì đại sư dạy rằng đừng nghĩ tới nghiệp đừng tưởng tới nghiệp, đừng nhớ tới nghiệp, mà đành phải theo nghiệp thọ báo. Hãy nghĩ tới Phật, tưởng tới Phật, nhớ tới Phật, niệm Phật, cầu giảng sanh, thì cuối báo thân này sẽ được giảng sanh cực lạc, về giới A-di-đà Phật. Nhất thiết duy tâm tạo, hãy cố gắng hướng tâm mình theo A-di-đà Phật là hay hơn cả. Hòa thượng tịnh công dạy, nghiệp chướng, phiền não chướng, đều do tâm tưởng mà hiện ra người sợ bệnh thì bệnh cứ đeo đuổi suốt đời người không sợ bệnh thì không còn thấy bệnh nếu tâm dưỡng như vậy thì bệnh đến chẳng qua là thân bệnh chứ đâu phải là tâm bệnh mỗi lần có bệnh thì tâm càng an nhiên tự tại đón nhận cơn bệnh như một bài pháp thật hay để ngộ ra đường đạo người niệm phật cầu giảng sanh cực lạc mà còn sợ bệnh còn sợ chết thì sao gọi là nguyện giảng sanh tha thiết thì làm sao được giảng sanh bất thối thành Phật. Nói rõ hơn một chút. Người sợ chết thì phải chết vì mê mờ tham tiếc cái thân vô thường. Khi chết, họ bám theo cái thân vô thường mà chịu sanh tử vô thường trong sáu đường luân hồi khổ nạn. Người hiểu đạo, họ không bám theo cái thân. Thành ra họ không sợ chết. Khi xả bỏ báo thân là cơ may cho họ thực hiện mộng ước dược sanh tử luân hồi cùng một sự việc nhưng khổ đau hay hạnh phúc khác nhau người không biết đường giảng sanh họ bám theo thân mạng du thường để chịu chết trong đau khổ người niệm phật biết đường giảng sanh họ sẽ giảng sanh về tây phương tịnh độ hưởng cảnh sống an vui thanh tịnh thần thông diệu dụng bao trùm pháp giới hãy rời nghiệp ra thì tự nhiên hóa giải được nghiệp bốn là nếu cho đi là ma nghiệp thì ngài ấn quan đại sư nói người biết tu hành nếu gặp ma chướng vẫn có thể làm tăng thiện duyên cho họ tiến tu đạo nghiệp còn người không biết tu hành dù có gặp thắng cảnh đi nữa cũng sớm biến thành ma sự mà thôi tại sao vậy vì người biết tu hành là người khiêm nhường chí thành chí kính người biết khiêm nhường chí thành chí kính thì luôn luôn tự xác định rõ ràng là mình còn yếu kém nhiều nghiệp chướng. Nhờ đó mà họ mới lo tinh tấn, tu hành, siêng năng niệm Phật, tha thiết cầu Phật tiếp độ giảng sanh. Chứ không bao giờ dám vỗ ngực xưng danh là mình đã tu hành chứng đắc. Nhờ lòng chí thành và kim cung này, một khi nghiệp báo hiện hành hoặc bị ma chứng thử thách, thì đây chính là những lời nhắc nhở thích đáng giúp họ cố gắng hơn, tinh tấn hơn, thành tâm hơn. Như vậy, nghiệp chướng, ma chướng, nghịch duyên không phải đã làm tăng thiện duyên cho họ sao? Còn người không biết tu hành thì tâm hồn thường vọng động, thích thiếu kỳ, hay khoe khoang không khiêm nhường, thiếu lòng chí thành, chí kính. Khi mới có được một chút công phu nào đó, thì liền dội dã tự mãn, thật quá sai lầm. Tâm vọng động thì cảm ứng cảnh vọng động lý tâm vọng soi cảnh vọng mà cứ tưởng là chứng đắc ấn quan đại sư nói người không biết tu thì thấy thắng cảnh cũng biến thành ma sự hà huống chưa chắc đó thật sự là thắng cảnh thật là một lời khai thị quý hóa chính vì vậy xin khuyên rằng người tu hành trong thời này cần phải theo sát kinh cần y giáo phụng hành chứ nên tự tung tự tác phải nương theo thiện tri thức chân chính phải lấy các lời huấn thị của chư tổ sư cao tăng làm mẫu mực tu tập nhất định đừng nên sơ ý mới mong có ngày thành tựu vậy hãy vui vẻ thành tâm niệm phật đem công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sanh hồi hướng lịch đại kiếp số oán thân trái chủ hồi hướng cho cửu quyền thất tổ hồi hướng cho những ai có duyên với mình trong bất cứ hình tướng nào. Hãy thành tâm làm hàng ngày nhé. Thoải mái, vui vẻ, tin tưởng. Rời tất cả nỗi khổ ra để niệm Phật thì tự nhiên hóa giải tất cả vậy. A Di Đà Phật. Diệu âm ngày 6 tháng 9 năm 2009. Cầu siêu cho người theo đạo Công giáo. Hỏi: Má em và các anh chị em trong gia đình theo đạo Phật ngoại trừ ba em. Nay ba em đã lớn tuổi, sức khỏe yếu. Nghĩ đến việc lo hậu sự cho ba em sau này. Tụi em có dò hỏi ý của ba. Thì ba cho biết, khi ba mất, ba muốn tang lễ sẽ làm theo nghi thức công giáo. Vì ba không tin vào Phật giáo và hơi cố chấp. Tụi em rất phân dân và cũng không biết phải làm thế nào. Vì tin Phật và tin vào Pháp môn tịnh độ, nên tụi em rất muốn ba niệm Phật để cầu giảng sanh, thoát sanh tử luân hồi. Nhưng điều này rất khó lay chuyển ba em. Vậy khi ba em lâm chung, tụi em có nên niệm Phật hộ niệm không? Hay có thể niệm Phật cầu siêu, nhất là 49 ngày sau khi mất không? Trả lời Hộ niệm chỉ kết quả khi người được hộ niệm phải tin tưởng, phải phát nguyện giảng sanh và phải niệm Phật. Chính người ra đi phải có đầy đủ ba món tư lương này. Nếu người ra đi không tin, không nguyện, không niệm Phật, thì không cách nào hộ niệm thành công được. Cách đây mấy tháng, ở Sài Gòn, có người cả gia đình đều theo đạo Thiên Chúa Giáo, nhưng khi bị bệnh sắp chết, họ được giới thiệu đến các ban hộ niệm. Họ tin tưởng cả gia đình đồng hỗ trợ. Ban hộ niệm đến niệm Phật hộ niệm và kết quả được giảng sanh, thoại tướng rất tốt, thật bất khả tư nghị nhưng đây là người bệnh đã phát khởi lòng tin tha thiết cầu giảng sanh và chí thành niệm phật ba của liên hương không tin không nguyện không niệm phật thì làm sao có thể hộ niệm được hộ niệm không phải là chờ chết rồi mới hộ niệm mà phải thực hiện trước khi chết tức là ngay những ngày còn sống phải củng cố tính nguyện hạnh của người đó đến lúc lâm chung chỉ là giai đoạn chót để hoàn thành việc hộ niệm nếu bây giờ Liên Hương khuyên ba chấp nhận được điều này, thì hộ niệm mới mong có kết quả. Nếu ông cụ không chấp nhận, không những thế mà còn chống đối, thì không thể hộ niệm được. Nếu Phan Duyên cưỡng bức hộ niệm, thì không có kết quả tốt, mà có thể gây thêm họa cho người ra đi. Nên nhớ, một ý niệm sai lầm trước phút xả bỏ báo thân, đưa họ vào đường đọa lạc. Người không tin chống bán mà mình tới hộ niệm thì dễ làm cho họ phiền não, sân giận, buông lời phỉ bán Phật Pháp. Tất cả đều tạo tội cho họ và chiêu cảm đến những cảnh giới không tốt. Còn việc cầu siêu thì nên làm. Cầu siêu là chết xong rồi mới làm. Đi là gì lòng hiếu thảo của con cháu. Hãy thành tâm cầu tam bảo gia hộ, làm thiện, phóng sanh, in kinh, bố thí, đem tất cả công đức hồi hướng để gỡ bớt tội cho vong nhân. Mình thiên chúa giáo, mình cũng cần tới cầu nguyện. Nói chung, cứ làm tất cả những chuyện phước thiện, được tới đâu hay tới đó, để giảm bớt tội chứng của vong nhân. Mộng chính là mộng huyện Hỏi, nhưng dịp tháng 7 âm lịch này là tháng du lan báo hiếu nên mẹ cháu có tụng kinh du lan báo hiếu niệm phật và hồi hướng cho cửu quyền thất tổ mong tất cả mọi người sớm siêu sanh tịnh độ mấy ngày gần đây mẹ cháu liên tiếp thường nằm mộng thấy ông nội và bà nội cháu thấy rất rõ ràng bà nội thì tâm trạng rất vui vẻ còn ông nội thì buồn rầu không biết như vậy là sao vậy chú mong chú giải bày dùm thành thật biết ơn chú diệu âm mẹ cháu đang rất lo lắng trả lời mùa du lăng báo hiếu tụng kinh du lăng báo hiếu rất tốt người tu tịnh độ nhất hướng chuyên niệm a di đà phật cầu sanh tịnh độ quyết lòng niệm phật rồi hồi hướng công đức cũng rất tốt nhưng để bảo đảm việc giảng sanh người tu niệm phật cần nên nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu để câu a di đà phật thâm nhập vào tâm khi lâm chung tránh khỏi những tạp chủng khác chen vào mà mất phần giảng sanh nghĩa là muốn chắc chắn được về tới miền cực lạc của phật a di đà thì lúc lâm chung phải niệm cho được danh hiệu a di đà phật cầu sanh tịnh độ người nào đáp ứng đúng theo đại nguyện của đức phật a di đà thì được giảng sanh về cực lạc khi đã giảng sanh về miền cực lạc rồi thì ngày du lan họ không cần ai tụng kinh cầu siêu cho họ nữa đâu. Bây giờ mình tụng kinh báo hiếu cho họ và cầu cho họ siêu sanh là phải chăng? Mình nghĩ rằng người thân của mình không được siêu sanh. Khi hồi hướng xong, họ hiện về báo mộng đây là do lòng thành mà cảm ứng. Cảm ứng này có thật hay không vẫn diễn tả cảnh vô thường, mộng huyễn Sống thì đua chen với đời, lợi lợi danh danh chết thì mong tìm từng phút trong mộng để tỏ nỗi cảm thông đức phật a di đà thề rằng người nào trước phút lâm chung mà nghe được danh hiệu ngài niệm được danh hiệu ngài dẫu cho mười niệm cầu sanh cực lạc mà ngài không tiếp dẫn về tây phương thì ngài không thành phật về tây phương thì thành thánh chúng thành bồ tát không còn là mộng huyễn nữa có pháp nào cao hơn pháp niệm Phật? Có công đức nào cao hơn công đức niệm Phật? Có câu kinh nào vượt qua câu Phật hiệu A-di-đà Phật? Vậy thì, tại sao người thân chúng ta lại không được siêu sanh vậy? Vì không niệm Phật cầu sanh tịnh độ khi lâm chung. Đây rõ ràng là một bài pháp thật hay, thật thấm thía cho người còn sống vậy. Bây giờ trong giấc chim bao, mình thấy người thân hiện về, dù vui hay buồn, dù đẹp hay xấu dưới bất cứ hình tướng nào vẫn là còn trong sáu đường luân hồi khổ ải trong sáu đường đó đường nào có thể thoát dòng sinh tử mà hơn nữa phật nói nhân thân nan đắc mà dễ gì vào được ba đường thiện cho nên người đã gặp được phật đạo mà chưa ngộ đường nào thành đạo đường nào luân hồi thì đáng tiếc lắm thay mờ mờ mịt mịt đường tu thì dẫu có tiếng là tu nhưng kết quả vẫn tiếp tục chìm trong bể khổ mộng mị do chính tâm mình ứng hiện dù thật hay giả đúng hay sai vẫn là cảnh vô thường mộng huyễn những hiện tượng thấy được trong giấc chim bao dù vui hay buồn gì cũng chỉ là giấc mộng biết là mộng rồi thì hãy mau mau buông mộng xuống mà ngày đêm niệm phật cầu về tây phương vĩnh gia thiền sư đời nhà đường nói mộng lý minh minh hữu lục thú giác hậu không không vô đại thiên nghĩa là trong mộng rõ ràng có sáu thú ngộ rồi đại thiên cũng trống không lục thú là lục đạo luân hồi người chưa ngộ đạo giống như người nằm mộng thấy đủ thứ tưởng là thật mà thành giả. Vậy thì xin đừng chấp vào giấc mộng làm chi cho thêm mộng mị. Khi đã mộng, dù giấc mộng đó là thật hay giả, thì rõ ràng sáu đường luân hồi đang trói chân mình, trói chân người trong mộng, chưa ai thoát ly được. Vậy thì mau mau tỉnh ngộ, quyết lòng niệm Phật, để lúc lâm chung niệm được mười câu Phật hiệu mà thoát dòng trần lao. Nghĩa là đừng đi lòng vòng đừng tu lòng dòng, đừng cầu lòng dòng, đừng mơ lòng dòng, đừng tưởng lòng dòng nữa. Thưa người thân quá cố, không cần gì phải chờ tới ngày du lan mới tụng kinh, hồi hướng công đức, mà hàng ngày, ngày ngày, sáng, trưa, chiều tối, luôn luôn niệm Phật, đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, niệm mãi trong tâm câu Phật hiệu, chiều lại hồi hướng cho pháp giới chúng sanh hồi hướng cho lịch đại oán thân trái chủ, hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ, bà con quyến thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp. Nguyện cầu cho họ siêu sanh thì mình tạo vô lượng công đức và người thân cũng hưởng được lợi lạc vô biên và hóa giải được biết bao nhiêu những quan trái tiền khiên. Lục tự di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đảo tây phương tạm dịch sáu chữ di đà chuyên tâm niệm về tới tây phương đâu khó khăn mình niệm phật cầu sanh tây phương thì mình về tây phương mình khuyên người thân quá cố của mình niệm phật cầu về tây phương thì người thân của mình cũng có thể siêu sanh tịnh độ nếu người thân quá cố của mình không biết niệm phật thì khi mình về tới tây phương cực lạc thì người thân quá cố của mình thoát được các cảnh giới tối tăm trong tam ác đạo công đức lớn biết là bao niệm phật quyết sinh tịnh độ chính là đường thành đạo cho mình cứu độ ông bà cha mẹ cứu cửu huyền thất tổ cứu độ chu biên chúng sanh vậy a di đà phật diệu âm ngày 9 tháng 9 năm 2009 Nguyện đem công đức này Trang nghiêm cõi tình độ Trên đền bốn ơn nặng Dưới cứu ba đường khổ Nguyện cả thảy chúng sanh Trong bốn loài sáu đường Đều tính niệm di đà Rốt ráo sanh tình độ Nam mô tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật Thật có thế giới tây phương cực lạc thật có Đức Phật A Di Đà chỉ cần buông bỏ dạng duyên không hoài nghi không gián đoạn không tạp niệm nhất tâm chuyên niệm thì cho dù lâm chung mang bệnh hiểm nghèo trước khi tắt thở chỉ cần nhớ câu A Di Đà Phật từ mười niệm cho đến một niệm không gián đoạn thì nhất định được giảng sanh